cây bồng bồng, bà con biết cây bồng bồng hết phản bà con, nhưng mà có nhiều người, người ta không gọi là cây bồng bồng, mà có người, người ta gọi đó là cây bàn biển. Bồng bồng hay bàn biển nó cũng là một thôi, nhưng mà nó khác tên gọi khác nhau bà con à. Bởi vì mỗi người một miền, một quê, một cảnh, cho nên gọi khác cảnh, khác quê, khác miền, khác vùng của mình. Cây bồng bồng, cây bàn biển này ta ăn thì nó tốt, tốt vô cùng cho sức khỏe đó bà con. Đó, cho nên là người có bệnh thận dương hư là không nên ăn được. Chứ không phải cây bồng bồng, cây bàn biển này thấy nó tốt là ai ăn cũng được đâu nha bà con. Có người không ăn được, ăn vào bệnh lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi và nó xấu đi cho sức khỏe. Đó là khi ta ăn cây bồng bồng, cây bàn biển. Đó là người có bệnh thận dương hư, người có tỳ vị hư hàn, say rượu, uống rượu, nóng nóng rồi là nóng trong người, lỡ lỡ cái mà lỡ lét, trẻ em và người lớn tuổi là vui lòng, không nên ăn nha bà con. Cây bồng bồng, cây bàn biển này là vui lòng không nên ăn, là những người có bệnh thận, bệnh dương hư là không nên ăn cây bồng bồng. Là cây bàn biển là người có bệnh thận dương hư, người có tỳ vị hư hàn, say rượu, uống rượu, nóng trong người, lỡ lét, trẻ em và người lớn tuổi là vui lòng đừng ăn bà con ơi. Ăn vào không tốt gì cho sức khỏe cả, mà nó làm cho bệnh chúng ta nặng thêm, lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi nha bà con. Còn ngoài ra những người đó thì cây bồng bồng, cây bàn biển này tốt, tốt vô cùng bà con ạ. Nó tốt cho cây bồng bồng bàn biển là khi ta ăn bồng bồng, sử dụng bàn biển là nó tốt cho việc được trợ tim, tăng cường được co bắp của tim, tăng cường cơ lực của tim, chữa hen, suyễn, viêm thận, phù thủng, sỏi thận, sỏi bàng quang, tiểu buốt, bí tiểu, lành vết thương ngoài da, trầy xước, khó cầm máu, huyết mạch ở phụ nữ, dịch âm đạo, sinh lý nam, rắn cắn, thất khớp, an thần, ăn ngon, ngủ tốt. Là đó là cây bồng bồng, cây bàn biển nha bà con. Đó, cây bồng bồng, cây bàn biển mà khi ta đem đun uống nước, để uống ta đun lên, ta uống giống như uống nước trà thì nó sẽ tốt. Giống như uống nước trà thì đun lên, sao lên, uống lên thì nó sẽ tốt. Nó tốt vô cùng, nó tốt cho việc trợ tim, tăng cường co bóp của tim, tăng cường lực cơ tim, chữa hen, chữa suyễn, viêm thận, phù thủng, sỏi thận, sỏi bàng quang, tiểu buốt, bí tiểu, lành vết thương ngoài da, trầy xước, khó cầm máu, bạch ở huyết bạch ở phụ nữ được giải quyết tốt, khó cầm máu, huyết bạch ở phụ nữ được ổn định giải quyết tốt, dịch âm đạo tốt, sinh lý nam tốt, chữa được bệnh rắn cắn tốt, thất khớp, an thần, ăn ngon, ngủ tốt. Ta đun nước để uống như là nước trà bà con ơi, đun nước để uống như là nước trà. Nhưng bà con thấy chúng tôi là mỗi ngày ra 4 video nói về sức khỏe và đời sống. Nói về sức khỏe và đời sống, bệnh gì ăn gì, bệnh gì uống gì và không nên uống, không nên ăn gì. Thì đều có mỗi ngày 4 kênh video sức khỏe. Bà con thấy được, vui lòng chia sẻ ra, chia sẻ nhiều bà con được biết cho sức khỏe cho mình. Và đăng ký kênh, giúp đỡ cho chúng tôi, ủng hộ chúng tôi bà con nha. Chúc bà con thấy vui, trẻ, khỏe, đẹp. Bà con ơi, xin chào, nào 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 nào. Woo!